Kính chào quý vị đang theo dõi chương trình Hòa Nhịp Phát Triển. Kính chúc quý vị có buổi trưa cuối tuần thật bình yên, hạnh phúc. Hôm nay Chủ nhật ngày 23 tháng 8, chương trình có những nội dung đáng chú ý sau. Hàng container thông qua cụm cảng Cái Mép Thị Vải, thị xã Phú Mỹ tăng 17%. Ấm áp ngôi nhà tình nghĩa đồng đội. Quỹ đất đỏ xây dựng chương trình mỗi xã một sản phẩm. Mở đầu phần thông tin địa phương trên đây là ghi nhận tại thị xã Phú Mỹ. Thưa quý vị, dù có thời điểm chịu tác động của dịch Covid-19, nhưng từ đầu năm đến nay, tổng khối lượng hàng hóa thông qua cụm cảng Cái Mép Thị Vải, thị xã Phú Mỹ vẫn đạt hơn 60 triệu tấn, tăng 8% so với cùng kỳ năm 2019. Các doanh nghiệp cảng biển cho biết, dù hoạt động hàng hải vẫn chưa thoát khỏi ảnh hưởng của dịch Covid-19, song từ đầu năm đến nay, một số cảng trong cụm Cái Mép Thị Vải vẫn có khối lượng hàng hóa tăng cao hơn so với cùng kỳ năm 2019 như TCIT tăng 20%, TCT tăng 80%, SSIT tăng 90%. Tổng lượng hàng container thông qua cảng Cái Mép Thị Vải đạt hơn 2,3 triệu TEU, tăng 17%. Nguyên nhân một phần là nhờ cụm cảng Cái Mép Thị Vải có thêm 3 chuyến tàu mẹ cập cảng, nâng tổng số tàu mẹ lên 25 chuyến một tuần. Điều này đã góp phần tăng lượng hàng hóa về Cái Mép Thị Vải. Theo thống kê của Cục Hàng hải Việt Nam, từ đầu năm đến nay, tổng sản lượng hàng hóa thông qua cảng biển Việt Nam đạt gần 485,3 triệu tấn. Trong đó, lượng hàng container thông qua cảng đạt hơn 13,9 triệu TEU, tăng lần lượt 6% và 8% so với cùng kỳ năm 2019. Thị ủy Phú Mỹ đã công bố quyết định về công tác cán bộ tại Đảng bộ xã Châu Pha. Theo đó, Ban Thường vụ Thị ủy điều động ông Lê Xuân Nội, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã Tốc Tiên, đến nhận nhiệm vụ tại Đảng ủy xã Châu Pha và chỉ định tham gia Ban chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy, giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy xã Châu Pha nhiệm kỳ 2020-2025. Trao quyết định điều động công tác cán bộ, lãnh đạo Thị ủy Phú Mỹ mong rằng trên cương vị mới, Bí thư Đảng ủy xã Châu Pha, ông Lê Xuân Nội tiếp tục phát huy năng lực, trí tuệ, nâng cao tinh thần trách nhiệm, tạo sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng bộ, chính quyền xã, đồng lòng quyết tâm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu nghị quyết Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra. Phát biểu nhận nhiệm vụ mới, ông Lê Xuân Nội khẳng định sẽ không ngừng học tập, phấn đấu cùng cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ, xây dựng địa phương ngày một phát triển, đưa xã Châu Pha đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu vào năm 2025. Ghi nhận tại thành phố Bà Rịa sẽ nối tiếp phần thông tin địa phương trưa nay. Hội khuyến học xã Hòa Long tổ chức chương trình thắp sáng ước mơ, tiếp sức đến trường năm học 2020-2021. Hội khuyến học xã Hòa Long đã trao 48 suất học bổng, 300 quyển tập cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, hiếu học. Trong đó có 21 suất, mỗi suất 2 triệu đồng, 27 suất, mỗi suất 1 triệu đồng. Tổng kinh phí 69 triệu đồng do Hội khuyến học xã vận động các công ty, doanh nghiệp, mạnh thường quân trong và ngoài xã tài trợ. Do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, Hội khuyến học xã Hòa Long, thành phố Bà Rịa cũng tổ chức trao học bổng thắp sáng ước mơ, tiếp sức đến trường năm học 2020-2021 thành nhiều đợt tại các ấp. Theo đó, hội sẽ tiếp tục trao 66 suất học bổng khác, mỗi suất 500.000 đồng và 3.000 quyển tập cho học sinh khó khăn, nhằm động viên tạo điều kiện để các em nỗ lực vượt khó vươn lên trong năm học mới. Thưa quý vị, hưởng ứng cuộc vận động xây dựng nhà tình nghĩa, nhà đồng đội do Bộ Quốc phòng phát động, những năm qua, Ban Chỉ huy quân sự thành phố Bà Rịa đã vận động các mạnh thường quân cùng chung tay mang đến nhiều ngôi nhà ấm áp nghĩa tình cho cán bộ chiến sĩ có hoàn cảnh khó khăn. Mùa mưa này, gia đình anh Vũ Tiến Dũng, Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự phường Kim Chinh, thành phố Bà Rịa, không còn phải lo cảnh chạy mưa trong căn nhà chật chội, dột nát. Từ nguồn kinh phí của Ban Chỉ huy quân sự thành phố Bà Rịa và các mạnh thường quân hỗ trợ, cùng số tiền gia đình gom góp được, sau hơn 2 tháng thi công, anh Dũng đã có một căn nhà mới khang trang, vững chãi. Trên cơ sở đó cũng là một niềm vui và hạnh phúc cho gia đình chúng tôi để làm động lực giúp tôi trong thời gian tới là tập trung tốt hơn về cái công việc thực hiện nhiệm vụ tại địa phương. Hưởng ứng cuộc vận động hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa, nhà đồng đội do Bộ Quốc phòng phát động năm 2020, Ban Chỉ huy Quân sự thành phố Bà Rịa được Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh giao vận động kinh phí từ cán bộ chiến sĩ và mạnh thường quân xây dựng 2 ngôi nhà nghĩa tình đồng đội cho cán bộ chiến sĩ khó khăn về nhà ở. Trong quá trình tổ chức thực hiện đã quán triệt đến tất cả cán bộ chiến sĩ, lực lượng vũ trang thành phố 100% tất cả cán bộ đồng tình ủng hộ. Hoàn cảnh mỗi ngôi nhà nghĩa tình đồng đội đều khác nhau, nhưng đều có một điểm chung là được xây bằng công sức, kinh phí, đóng góp trên tinh thần lá lành đùm lá rách của tình nghĩa đồng đội trong lực lượng vũ trang thành phố. Đây là nguồn động viên rất lớn, giúp nhiều quân nhân có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống, an tâm công tác. Hội nông dân huyện Châu Đức đã ký kết hợp đồng với công ty trách nhiệm hữu hạn Trí Nguyễn, tỉnh Đồng Nai về việc tiêu thụ thân cây bắp tươi thương phẩm giống 7328 để xuất khẩu sang thị trường Hàn Quốc. Thực hiện cam kết với công ty trách nhiệm hữu hạn Trí Nguyễn từ tháng 5 2020, Hội Nông dân huyện Châu Đức đã vận động nông dân trồng giống bắp 7328 trên diện tích khoảng 40 ha tại các xã Bình Giả, Bình Trung và Sơn Bình. Trong đó, công ty trách nhiệm hữu hạn Trí Nguyễn cam kết thu mua mỗi vụ khoảng 2.000 tấn bắp tính luôn thân, với giá thu mua trong vụ đầu tiên là 650 đồng một ký, vụ thứ hai từ tháng 8 đến tháng 12 là 950 đồng một ký, vụ thứ ba từ tháng 12 đến tháng 3 năm sau là 1.200 đồng một ký. Hiện các diện tích bắp trên đã đến kỳ thu hoạch. Bình quân mỗi hectare bắp giống 7328 sẽ cho sản lượng bao gồm cả thân từ 45 đến 50 tấn. Nếu thu mua với giá 650 đồng một ký, nông dân sẽ thu lợi nhuận gần 30 triệu đồng, cao hơn 10 đến 12 triệu đồng so với các giống bắp lấy hạt. Ghi nhận tiếp theo tại huyện Long Điền. Sau 2 năm thực hiện nghị quyết số 05/2018 của Hội đồng Nhân dân tỉnh về chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế hộ trong nông nghiệp, thủy sản trên địa bàn tỉnh, nhiều nông dân xã An Nhứt, huyện Long Điền đã thoát nghèo, có cuộc sống ổn định hơn. Theo nghị quyết 05 của Hội đồng Nhân dân tỉnh, đối tượng được hỗ trợ vốn là hộ gia đình hoặc nhóm hộ trực tiếp tham gia hoạt động sản xuất, kinh doanh. Mỗi hộ được hỗ trợ 50% vốn đầu tư trên 60 triệu đồng một dự án để mua cây, con giống, vật tư. Với các hộ mua sắm máy móc phục vụ sản xuất nông nghiệp, chế biến nông sản thì được hỗ trợ tối đa không quá 100 triệu đồng một dự án. Để triển khai hiệu quả các mô hình sản xuất, kinh doanh, xã An Nhứt, huyện Long Điền đã rà soát các gia đình có điều kiện về vốn, nhân lực để động viên xây dựng mô hình sản xuất, áp dụng khoa học kỹ thuật vào quy trình sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP, xây dựng các mô hình nông nghiệp công nghệ cao phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương. Đến nay, xã An Nhứt đã và đang triển khai 9 dự án với 47 hộ tham gia, tổng số vốn trên 5 tỷ đồng, trong đó nhà nước hỗ trợ gần 2,5 tỷ đồng. Các mô hình từng bước giúp thay đổi tập quán sản xuất truyền thống, thúc đẩy việc phát triển nền nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa tập trung, xây dựng thương hiệu nông sản chất lượng cao. Khép lại phần thông tin địa phương trưa nay là những ghi nhận về quỹ đất đỏ. Thưa quý vị, đề án mỗi xã một sản phẩm, OCOP, là chương trình phát triển kinh tế khu vực nông thôn theo hướng phát triển nội sinh và gia tăng giá trị, gắn phát triển nông thôn với đô thị. Trọng tâm của OCOP là phát triển sản phẩm nông nghiệp, phi nông nghiệp theo hướng giá trị sản phẩm được nâng cao, qua đó khai thác tối đa tiềm năng thế mạnh địa phương, tạo động lực trong xây dựng nông thôn mới. Thực hiện chương trình OCOP, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2019-2020, định hướng đến năm 2030, huyện đất đỏ đã chỉ đạo 8 xã thị trấn trên địa bàn huyện xây dựng mỗi xã một sản phẩm. Từ rất lâu, món chả cá Phước Hải huyện đất đỏ đã nổi tiếng thơm ngon, hấp dẫn. Cũng chính vì vậy mà trong mỗi chuyến du lịch đến với miền biển đất đỏ, chả cá Phước Hải là món hải sản mà du khách không thể bỏ qua. Để tiếp tục phát triển, hỗ trợ nâng tầm món ăn đặc sản của địa phương, thị trấn Phước Hải đã chọn chả cá là sản phẩm đặc trưng tham gia chuỗi thực phẩm an toàn và chương trình mỗi xã một sản phẩm OCOP. Theo đó, các hộ dân được hướng dẫn xây dựng thương hiệu, nhãn hiệu, chứng nhận bảo đảm chất lượng an toàn thực phẩm. Ở địa phương này thì được chọn được cái sản phẩm đưa lên thương hiệu thì rất là mừng. Nhưng mà được nhiều khách du lịch ta biết tới, ý thức của mình là mình phải làm cho sạch sẽ. Với lại mình phải làm, mình cứ đừng có pha chế những cái chất độc hại gì để cho cái sản phẩm mình được đưa lên nhiều hơn. Hiện tại trên địa bàn thị trấn Phước Hải có 15 cơ sở chế biến chả cá. Trung bình mỗi cơ sở sản xuất 120 kg chả cá trong một ngày. Với việc xây dựng hệ thống chuỗi an toàn thực phẩm, nâng tầm thương hiệu chả cá Phước Hải từ chương trình OCOP, món ăn đặc sản của miền biển Phước Hải càng có điều kiện vươn xa, được người tiêu dùng, thực khách thêm tin tưởng, không chỉ ở hương vị, thơm ngon đặc trưng mà còn vì độ an toàn với sức khỏe. Có mấy người bạn giới thiệu rồi mỗi lần ra đây là ghé đây mua, ngon, ngon đặc biệt mới đi mua kiếp tới đây chứ. Măng tây xanh chứa nhiều kali, canxi, sắt, vitamin A và vitamin C, giàu chất xơ và khoáng chất, rất có lợi cho sức khỏe nên được thị trường ưa chuộng. Năm 2017, măng tây xanh bắt đầu bén rễ trên mảnh đất Bà Rịa Vũng Tàu. Chị Lương Thị Cẩm ở ấp Mỹ Hòa, xã Long Mỹ là người đầu tiên đưa cây măng tây đến với huyện Đất Đỏ. Theo chị Cẩm, từ lúc trồng từ 4 đến 6 tháng, cây sẽ cho măng khoảng 10 lần một năm. Nếu chăm sóc tốt, cây có tuổi thọ lên đến 6 đến 8 năm. Với 5.000 m2 trồng măng tây, trung bình mỗi ngày chị Cẩm thu hoạch khoảng 30 kg măng. Sau khi trừ chi phí, chị thu được trên 2 triệu đồng. Ngoài chị Cẩm, hiện tại trên địa bàn xã Long Mỹ còn có 4 hộ khác trồng măng tây xanh với tổng diện tích khoảng 1.000 hectare. Nhận thấy triển vọng phát triển cao và bền vững, măng tây xanh đã được chọn là sản phẩm nông sản đặc trưng của xã Long Mỹ trong chương trình OCOP. Từ lúc trồng măng tây tới giờ là cũng nhiều năm rồi, nhưng mà măng tây này nó có chất lượng trên thị trường. Hiện nay thì bà con cũng rất chuộng về măng tây, nhưng mà khi nghe được cái sản phẩm của măng tây là được là sản phẩm của địa phương thì tôi rất là mừng. Và tôi cũng mong mà bà con cũng như tôi sẽ làm được nhiều sản phẩm ra để đưa ra thị trường. Năm 2020, huyện Đất Đỏ triển khai xây dựng 4 sản phẩm theo đề án mỗi xã một sản phẩm OCOP, gồm chả cá 10, chả cá 2 Việt thị trấn Phước Hải, nhãn xuồng cơm vàng xã Phước Hội và Lộc An, măng tây xanh xã Long Mỹ. Hiện tại, huyện Đất Đỏ đang tập trung ưu tiên hoàn thiện tiêu chuẩn hóa các sản phẩm đã có, đồng thời nghiên cứu xây dựng thêm các sản phẩm mới tại các địa phương trong toàn huyện. Thưa quý vị, nhằm từng bước xây dựng thị trấn Phước Hải trở thành đô thị loại 4, đô thị du lịch biển, thời gian qua, huyện Đất Đỏ và thị trấn Phước Hải đã nỗ lực quy hoạch, đầu tư cơ sở hạ tầng, chỉnh trang đô thị, giải quyết vấn nạn ô nhiễm môi trường. Và một trong những mô hình vừa được địa phương khởi động triển khai sâu rộng trong nhân dân là mô hình chỉnh trang cảnh quan, vệ sinh môi trường, hướng tới mục tiêu xây dựng đô thị Phước Hải sáng xanh, sạch đẹp. Khởi đầu cho các hoạt động chỉnh trang cảnh quan đô thị, đảm bảo vệ sinh môi trường nhiệm kỳ 2020-2025, thị trấn Phước Hải, huyện Đất Đỏ chọn tuyến đường bên hông trạm y tế thị trấn để phát động mô hình đường hoa, tranh tường, cảnh quan môi trường sáng, xanh, sạch đẹp. Trong những ngày qua, đông đảo đoàn viên, hội viên các ban ngành, đoàn thể và nhân dân địa phương đã ra quân quét dọn vệ sinh, phát quang bụi rậm, thu gom xử lý rác, sau đó trồng hoa và vẽ tranh trên tường, nhằm tuyên truyền kêu gọi người dân cùng hưởng ứng các hoạt động bảo vệ môi trường. Hôm nay em được tham gia cái hoạt động vẽ tranh và trồng cây ở đây. Em cảm thấy với chính bản thân em thì nó là một cái hoạt động có ý nghĩa, cũng như là với các bạn đoàn viên thanh niên, nó tuyên truyền cái ý thức bảo vệ môi trường đến làm đẹp lên cái bộ mặt đô thị của thị trấn. Thì cũng nhờ sự động viên với lại vận động của chính quyền nhà nước thì tôi cũng ráng phụ giúp một cái sức công ích gì đó để mà tạo ra được cái bộ mặt thị trấn được xanh tươi và sạch đẹp cho cái mình, không phải cho mình nhưng mà cho cái tương lai cho con em về sau nó thấy để mà nó noi gương. Ngay sau khi đoạn đường được khoác lên mình một chiếc áo mới, người dân sinh sống hai bên đường đã bắt đầu thay đổi nhận thức thông qua việc chung tay giữ gìn, tôn tạo thêm để con đường này mãi xanh sạch đẹp. Là một người dân thấy địa phương mà triển khai mô hình này thì là một cái hiệu quả rất là thiết thực cho địa phương hiện tại, nhưng mà tương lai là sẽ nó là một cái khu du lịch, thành ra là mình muốn là cho nó sạch đẹp để cho địa phương ta nhận thấy, đừng cho ta sẽ cố gắng để cho người ta là tham gia những cái mô hình này nhiều hơn để cho sạch sẽ của địa phương. Xác định chỉnh trang cảnh quan, vệ sinh môi trường là một trong những khâu đột phá để đạt được mục tiêu xây dựng Phước Hải trở thành đô thị loại 4, đô thị du lịch biển. Đảng ủy thị trấn Phước Hải đã phát động xây dựng mô hình đường hoa, tranh tường, cảnh quan môi trường sáng, xanh, sạch đẹp tại các khu phố, trường học, trạm y tế, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Khởi động cho chương trình là tuyến đường bên hông trạm y tế thị trấn, tuyến đường cổng sau trường tiểu học Phước Hải 2 và tuyến đường bờ kè biển đường Trần Hưng Đạo, sau đó sẽ nhân rộng trên toàn địa bàn. Thì mục tiêu của Đảng bộ thị trấn Phước Hải nhiệm kỳ tới là chúng tôi sẽ chỉnh trang đô thị. Chỉnh trang là cái bộ mặt đô thị để làm cho bộ mặt nó đô thị nó sáng hơn, nó đẹp hơn và nó sạch hơn trong mắt của du khách, cũng như là đem lại cái nhìn thân thiện cho nhân dân trên địa bàn, kể cả nhân dân trên địa bàn của huyện Đất Đỏ nói chung. Mục tiêu của chúng tôi thì chúng tôi sẽ tận dụng những cái bãi đất trống, đất công để chúng tôi cải tạo trồng hoa rồi vẽ tường. Đối với những cái khẩu hiệu là kêu gọi mọi người hãy chung tay bảo vệ môi trường, trồng cây xanh để chống biến đổi khí hậu. Thị trấn Phước Hải, huyện Đất Đỏ có hơn 75% dân số sống bằng ngư nghiệp. Do thói quen sinh hoạt và tập quán sản xuất lạc hậu khiến cảnh quan môi trường biển luôn trong tình trạng ô nhiễm nhếch nhác. Do đó, với việc phát động phong trào chung tay xây dựng cảnh quan môi trường theo hướng sáng, xanh, sạch đẹp, cấp ủy chính quyền thị trấn quyết tâm sẽ làm chuyển biến tình trạng ô nhiễm môi trường, cảnh quan từ nhận thức đến hành động của người dân. Thưa quý vị, Côn Đảo hiện là địa chỉ du lịch hấp dẫn du khách trong và ngoài nước. Đến với Côn Đảo, ngoài việc tham quan các di tích lịch sử hay lên rừng, xuống biển, khám phá thiên nhiên, du khách còn được thỏa sức tắm biển với những bãi biển có làn nước trong xanh và bãi cát sạch đẹp. Tại đây, bãi Đầm Trầu được đánh giá là một trong những điểm đến không thể bỏ qua của du khách khi tới hòn đảo xinh đẹp này. Là một trong những bãi biển đẹp nhất của Côn Đảo, bãi Đầm Trầu nằm tại khu vực có ống, cách trung tâm thị trấn Côn Đảo gần 15 km, cách sân bay Côn Đảo khoảng 2 km. Trên máy bay, ngay tại sân bay Côn Đảo, du khách có thể nhìn thấy bãi biển này hiện ra phía dưới cửa sổ thật thơ mộng và hấp dẫn. Tên gọi Đầm Trầu của bãi tắm gắn liền với sự tích chàng Cao và nàng Trầu. Câu chuyện về một mối tình oan nghiệt của đôi trai gái yêu nhau nhưng không thể đến được với nhau, vẫn được người dân trên đảo lưu truyền và giới thiệu cho du khách mỗi khi tới nơi này. Bãi Đầm Trầu hiện vẫn giữ được nét hoang sơ, thanh bình mà không nhiều bãi biển khác có được. Nơi đây sở hữu bờ cát vàng mịn, trải dài với làn nước biển trong xanh, chưa bị tác động nhiều bởi các hoạt động dân sinh. Đến đây, du khách có thể thoải mái tắm biển hay tham gia các trò chơi ngoài trời, các hoạt động dã ngoại, cắm trại. Đây là lần đầu tiên tôi đến Côn Đảo. Cảm nhận của tôi về cái Côn Đảo này là cái bãi biển rất là đẹp, nó còn rất là hoang sơ, sóng biển thì rất là êm. Tôi rất thích ở Côn Đảo. Nếu có dịp có thể chúng tôi sẽ được quay lại về Côn Đảo một lần nữa. Cảm giác rất là thoải mái. So với các bãi biển khác thì nó vẫn còn hoang sơ và có những cái dãy núi thì cũng rất là đẹp, dễ thương. Những vách đá, triền đá, cheo leo nằm sát bên bờ biển. Màu đen khẫm của núi đá xen lẫn với màu vàng của cát, màu xanh của trời, của biển và của cây rừng khiến bãi Đầm Trầu giống như một bức tranh tuyệt mỹ. Chính vì thế, những người đam mê nhiếp ảnh thường đến đây để ghi lại nhiều khoảnh khắc đẹp. Cảm nhận của mình về Côn Đảo rất là đẹp. Nói chung là con người Côn Đảo thân thiện, mà cảnh Côn Đảo rất là đẹp. Mình cũng cố gắng mình dậy từ 4 giờ 5 giờ sáng mình chụp được những tấm hình bình minh rồi những cái cảnh tự nhiên của Côn Đảo khi mà từ ngoài tàu vào rất là đẹp, nhưng mà đến cái bãi này thì mình thấy rất là hay, nó rất là đẹp. Mình cũng đang chờ hoàng hôn xuống để mình chụp được những bức hình như ý của mình. Khu vực Đầm Trầu chưa có nhà nghỉ, khách sạn nên khách du lịch thường đến và về trong ngày. Tuy nhiên tại đây, du khách có thể thưởng thức hải sản biển như mực, các loại cá, ốc biển ở một số nhà hàng của người dân địa phương đang kinh doanh buôn bán tại đây. Trước đây, muốn vào Đầm Trầu phải qua một con đường nhỏ hẹp, gồ ghề, rất khó khăn cho các phương tiện vận chuyển hành khách. Nhưng từ đầu năm 2018 đến nay, tuyến đường dẫn vào bãi Đầm Trầu do Ủy ban Nhân dân huyện Côn Đảo đầu tư xây dựng đã hoàn thành, nên việc đi lại hiện nay rất thuận tiện. Trên đường đến Đầm Trầu, du khách còn có thể dừng chân tham quan di tích Miếu Cậu. Theo truyền thuyết, đây là nơi có ngôi mộ và miếu thờ Hoàng tử Cải, con của bà Phi Yến với chú Nguyễn Ánh. Không chỉ là điểm đến hấp dẫn du khách, từ lâu bãi Đầm Trầu còn là nơi người dân Côn Đảo lựa chọn để tổ chức các hoạt động vui chơi dã ngoại vào dịp cuối tuần hay những ngày nghỉ lễ Tết. Bãi biển Đầm Trầu thực sự là điểm đến lý tưởng để du khách được hòa mình cùng thiên nhiên tươi đẹp, bởi nơi đây vẫn còn rất hoang sơ, thanh bình. Chương trình Về Nhịp Phát Triển trưa Chủ nhật đến đây đã hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Bản tin thời sự tiếp theo.